Đông Thảo và tiết mục tạp chí truyền hình của quê hương Media xin kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay Đông Thảo mời được một vị khách rất là đặc biệt và Đông Thảo nghĩ là quý vị cũng sẽ rất là thú vị để được gặp gỡ vị khách quý này để đến với anh cũng như là đến với trở lại với nền âm nhạc nói chung của Việt Nam và nhạc trẻ nói riêng của Việt Nam. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi sẽ nói về nền nhạc trẻ và ban nhạc của anh trước năm 1975. Đó là nhạc sĩ Lê Chí của Family Love Band. Đồng Thảo xin chào Lê Chí. Yes, xin chào Đồng Thảo. À, Lê Chí xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Quỳnh Hương. Dạ. Rất hân hạnh được Đồng Thảo mời lên đây để nói chuyện về ban nhạc này nọ. Hy vọng thì bữa nói chuyện hôm nay thì quý vị sẽ tìm được nhiều điều thích thú. Cảm ơn các quý vị. Đồng Thảo tin là như vậy, quý vị biết không? Tại vì là bản thân Đồng Thảo cũng cần phải tìm hiểu, học hỏi nhiều điều mà mình rất là tò mò về những gì đã xảy ra cho cái nền nhạc trẻ của Việt Nam, đặc biệt là trước năm 75, khi mà có nhiều cái thế hệ đăng ký, thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, có thể là Thảo đại diện thế hệ thứ ba, và còn nhiều thế hệ sau nữa là không biết nhiều. Mà trong khi thì họ biết sơ qua quá trình hoạt động của Family Love hay là nhiều ban nhạc khác á, họ nghĩ đó là một cái niềm tự hào của người Việt Nam, đặc biệt là sau năm 75 các anh đi lưu diễn rất là nhiều ở trên Hoa Kỳ. Vậy thì bây giờ cái quá trình hoạt động âm nhạc của anh Lê Chí họ biết là rất là dày và rất là dài. Chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi bằng hai kỳ, và ngày hôm nay thì mời anh Chí nói sơ qua về cái bước đầu tiên của ban nhạc Family Love. Thảo biết là hồi đó chơi nhà hàng Maxim ở Sài Gòn trên đường Tự Do, ở chỗ rất là xịn lắm phải không anh? Nhiều chỗ lắm. Nhiều chỗ lắm. Nhưng rồi có bao nhiêu là thành viên trước năm 1975 thưa anh? Và vai trò của anh? Nếu mà nói về riêng Family Love không á, trước đó thì anh chơi nhiều ban nhạc lắm, nhưng mà Family Love sau anh thành lập thì có 3 nam 3 nữ. Anh và em trai Lê Toàn. Và Minh Hải, bây giờ là Minh Hải đang đánh guitar San Jose right now. Và ba cô là bà xã là Christian Lê. Và là tay trống là cũng nữ luôn, cái nữ là Tường Vân. Và tay đánh bass là Tường Nga. Là 6 người. Vâng, cái đó là lúc đó, cái là lúc mở đầu hả anh? Không, nếu mở đầu thì nó dông dài phía trước lắm. Tại vì như Đồng Thảo cũng có nói sơ qua về cái lịch trình của nhạc Việt Nam, thì nói cho đúng ra là có cái ban nhạc Việt Nam tự nhiên chơi nhạc ngoại quốc, là vì lính Mỹ qua Việt Nam đóng đô, cho nên mới có những cái phong trào ban nhạc lập ra để trình diễn, để giúp vui cho các anh lính Mỹ đó. Thì từ đó mà các nhạc phải học tiếng Mỹ, học cách trình diễn. Mà chúng ta vào khoảng năm 66 hình như vậy, không nhớ rõ, cuối thập niên 60 phải không anh? Vâng. Thì là nhiều ban lắm. Mà ban nào cũng hay hết á. Mà cái đâu gì ra ra đó, chứ không phải như bây giờ chạy tùm lum. Bây giờ là giống như đệm cho ca sĩ thôi. Hồi đó ban nào ra ban đó. Thảo hiểu rồi. Thì nhờ vậy mà là cái tài nhạc của giới Việt Nam lúc đó rất là tiến bộ và rất là giỏi. Là vì như vậy mới trình diễn cho người Mỹ. Mặc dù là họ là lính, nhưng mà họ là người khách, người là Hoa Kỳ. Cho nên họ phải hiểu mình hát cái gì, mình làm gì. Thì từ đó mà anh cũng lập ban nhạc riêng. Nói tóm lại là nhiều ban mà anh không muốn nó dông dài đó. Thì sau đó cái ban anh cứ nói đi tại vì đồng thời cũng muốn thì lúc đó anh còn trẻ, thì 16 tuổi anh đã chơi nhạc rồi. Chơi với một ban nhạc tên là Lê Pini Tăng. Và rồi sau ban, đó là cái động lực nào mà khiến cho anh lập ra ban nhạc của em? Thì anh chơi một thời gian cái anh không hài lòng. Làm thì anh mới lập riêng ban nhạc của anh, để mà lúc đó anh không chơi nữa, anh chỉ làm bầu ban nhạc con gái thôi. Sáu đứa con gái. Trong đó có em gái của anh với có bà xã của anh, Camille. Camille và có Tường Vân, Tường Nga là hai người này. Thì con nhạc gái làm bầu thôi. Nhưng mà có con gái bạn cho bầu đánh guitar. Con gái tài tử rồi cho bầu đó, đó là Thanh Tuyền. Thì ban nhạc đang trình diễn tùm lum tà la chỗ này chỗ kia rất là thành công. Trong đó có Maxim hồi nãy mà Đồng Thảo nhắc. Thì tự nhiên Đức Huy mới rủ Thanh Tuyền đi ra riêng để lập ban nhạc chỉ đi yuka đó, hai người hát yuka. Thế thì anh kẹt của anh phải nhào vô. Nhào vô thì anh kêu thêm bạn của anh là Minh Hải, nãy anh mới nhắc cô đó. Rồi có, tức là ban nhạc lúc đó mới 6 người thôi. Vẫn chưa có Toàn.
Thì đến khi một thời gian sau thì Tammy phải đi du học ở Hawaii. Dạ. Đó, cho nên anh mới năn nỉ mẹ anh cho Toàn vô ban nhạc. Dạ. Đó, đó, cái đó là tiểu sử tại sao mà thành Familylo. Dạ. Mà cái tên Familylo là do một người Mỹ đặt tên dùm đó. Yeah. Nó tại sao tụi bây là trong gia đình không với nhau là vì lý do là từng Vân từng Nga với bà xã là bà con với nhau. Dạ, yeah, anh với Tammy là bà con. Dạ. Yeah. Và lúc đó thì anh là ông bầu nhưng mà đồng thời biết là anh nhiều tài lắm. Anh chơi thì thật rất là nhiều nhạc cụ. Không, lúc mình Familylo lập là anh chơi rồi chứ không có làm bầu nữa. Dạ. Yeah, sau sau khi ban nhạc Rabbit rã, tức là Đức Huy lấy Thanh Tuyền đi. Dạ. Yeah. Thì anh phải nhào vô và chơi. Yeah. Thì anh chơi trống được, đàn bass được, piano, keyboard được. Wow. Chút xíu guitar được. Dạ. Yeah. Wow, quá là giỏi. Và vocalist luôn. À, luôn. Dạ. Vâng. Oh. Wow. Bán, yeah. Hồi xưa thì ban nào cũng có ca sĩ riêng của mình, thì anh là một ca sĩ của Familylo, Toàn cũng vậy. Yeah. Christian Lee và Tammy Lee, bốn ca sĩ của Familylo. Dạ. Vâng. Thì anh nói cho em dễ hiểu nhé. Hồi thời xưa đó, ban nhạc Dreamer thì có Duy Quang, Thái Kỳ, yeah, nhớ không? À. Ấp Tai thì có Tuấn Ngọc, Thanh, yeah, Tú, Khánh Hà, yeah, Bé Thúy. Wow. Sau này là Louis mới lớn lên. Yeah. Nói tóm lại ban nào có cái series ban gì đó của Tành Hammer thì là có Cơ Khỏe gì quên là Khỏe. Lily Khỏe. Không phải Lily Khỏe, anh quên mất rồi. Anyway, yeah. Nhiều quá không nhớ nổi. Rất nhiều ban. Yeah. Nếu mình nói nhiều khi. DC kim... nữa. Dạ, em cũng có nghe. Nhiều. Vâng. Và Cathy Huệ. Cathy Huệ, đúng rồi. À. Sau này chị sang đây chị cũng hát nữa. Vâng, vẫn còn hát. Phan Minh Lơ bây giờ. Dạ. Và cái vai trò của anh lúc đó là trong ban nhạc như vậy là vừa làm vocalist, vừa chơi bất cứ loại nhạc cụ gì khi anh cần. Nhưng mà em thấy là như anh chơi guitar. Có, là hai guitar. Thứ thay phiên nhau. Ví dụ như Toàn ra hát thì anh vô đánh đọt. Oh, wow. Mà Toàn, yeah, anh ra hát thì Toàn lại vô đánh đọt. Yeah. Yeah. Đó thì anh trong lúc cái vai trò anh là trưởng ban nhạc và đồng thời lo kiếm việc làm cho ban nhạc. Yeah. Thì Familylo lúc đó thì trình diễn thường xuyên ở Melody Club vào khoảng một năm ở gần tới sinh nhất á. Ồ, như vậy thì nó tiện cho cái việc mà phục vụ cho các cái lính của... Không, lúc đó là tụi anh ra khỏi, không có chơi cho lính Mỹ nữa. Oh. Vì lý do là thế nào? Để mình chơi cho lính Mỹ á, yeah, thì đêm của chỗ. Chỗ này đây là mình đóng một chỗ, chỗ thôi. Đó là một cái ước mơ của tất cả các ban nhạc. Tại vì họ phải chạy show. Khiên đồ. Dạ, yeah, oh man. Đâu phải như ca sĩ đâu. Dạ. Yeah. Tại phải khiên đồ, set up, rồi chơi, rồi ngày mai lại dẹp rồi mai lại chơi khác. Nhưng mà rồi họ cũng đến. Những người lính Mỹ họ sẽ đến. Đến, họ đến. Vì họ biết mình chơi, họ đến. Yeah. Nhưng mà đa số là khách Việt Nam, mà khách trẻ. Tại vì mình chơi nhạc trẻ mà. Nếu mà nói như vậy thì lúc đó theo như anh á, thì cái phong trào mà nhạc trẻ ở Việt Nam á, lúc đó nó mạnh và nó hấp dẫn quần chúng đến mức nào? Nếu mà nói về cái phong trào nhạc trẻ mà nó mạnh mà nó hấp dẫn là phong trào nhạc dịch thì đúng hơn. Nhạc dịch tức là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó, gọi là nhạc trẻ nhưng mà thật ra là nhạc dịch. Nhạc trẻ lời Việt á. Và những người nổi tiếng như Khánh Hà, Anh Tú, Duy Quang, Thái Hiền chuyên môn hát những cái loại đó. Như Trường Kỳ cũng có viết lời Việt, hay là Tùng Giang, Nam Lộc có mấy bài lần. Nhưng mà lúc đó như Lê Hùa, nhớ ban nhạc của anh Viết Phương không? Dạ nhớ. Phương Hoàng đó. Dạ, ban nhạc Phương cũng Hoàng. Lê Hùa, Nguyễn Trung Trang. Lê Huy trong đó đó, phải không? Lê Huy thì Nam Lộc không anh? Sau này hình như có Lê Huy. Thế nhưng mà ý anh nói là đó là phong trào nhạc trẻ nó mạnh là nhờ những cái bài nhạc ngoại quốc. Nhưng mà người ta hiểu được. Dạ. Họ dịch thì có thể sát, dịch có thể không. Dạ. Nhưng mà at least nó là tiếng Việt. Dạ. Còn riêng Familylo là không chơi nhạc Việt Nam. Ồ, là hát nhạc ngoại quốc. 100 bài là chỉ 1-2 bài thôi. Cái đặc điểm của Familylo là tập dượt quá nhiều đi, cho nên cái giới trẻ nó mê lắm. Dạ. Cái thời đó là muốn nghe nhạc mới là phải đi mua băng nhạc mới về nghe. Băng to này nè. Băng về nghe. Nhưng mà Familylo dượt hết thì họ thấy có ban nhạc mà chơi trên club, mà chơi những bài họ thích trên, họ kéo đến. Đó. Nói về Familylo mà chơi hay chơi dở thì tùy theo người. Người thì có thể khen, người có thể chê. Nhưng mà nói về vấn đề mà tập dượt siêng năng mà chơi nhạc mới, nhất là Familylo rồi đó. Và anh chịu khó, đam mê lắm. Và nếu mà những người mà yêu cái dòng nhạc ở Âu Mỹ lúc đó đó,
thích nghe những bản nhạc đó, chẳng như Let It Be chẳng hạn, tôi nghĩ là thời đó thì họ sẽ tìm đến để nghe Family. Actually, Family Love lúc mà rất là nổi tiếng thì lúc mà cộng tác với Mini Club ở đường Tự Do, cũng gần 2 năm ở đó, thì lại tất cả cái giới trẻ Việt Nam nào mà thích nhạc ngoại quốc đều phải lên đó. Nếu ở Sài Gòn cái lúc đó mà không biết Mini Club thì không phải dừng chơi, hoặc không nói là nó sụt thật, hoặc là không thích nhạc ngoại quốc. Thì người nào thích nhạc Việt Nam thì đến những phòng trà, những người lớn, ban nhạc người lớn đấy, chẳng hạn như Thanh Thúy, Khánh Ly, Tu rồi vậy đó. Vâng, vâng. Cái phòng trà đó anh vừa nói là được ở đường nào? Đường Tự Do. Còn Maxine? Maxine cũng tự do luôn. Cái đường Tự Do là cũng có cái club Tự Do nữa. Dạ, vâng. Tại vì là Đồng Thảo cũng nghĩ là anh nói đúng đúng. Tại vì cái quá trình hoạt động của anh Đồng Thảo có tìm hiểu sơ qua, nó quá là dài và nó quá dày. Cái hoạt động âm nhạc của anh, nó đồng nghĩa anh là một người quá sức đam mê về âm nhạc. Anh đã đi vào con đường âm nhạc, chơi nhạc từ lúc còn mấy tuổi? 16. Và anh tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ, dù là trước năm 75, rồi sau năm 75 và tại nhiều nơi. Và ngay cả đến sang đến Hoa Kỳ anh vẫn tiếp tục hoạt động. Do đó nên Đồng Thảo có nói chuyện với quý vị là cái buổi nói chuyện của em chúng tôi sẽ phải chia làm hai kỳ. Tại vì là nói về anh Lê Trí và hoạt động âm nhạc của anh đó, nó sẽ rất là chiều dày. Vậy thì bây giờ mình đi tiếp sang một cái giai đoạn khác đi anh, tại vì Thảo nghĩ là sẽ còn phải nói nhiều về những hoạt động sau này của anh lắm. Như vậy đó, thì đến khi mà anh có muốn nói gì xong về cái trước năm 75 không, để Thảo đi tới cái thời gian trước năm 75 thì ban nhạc chơi cho đến lúc phòng trà đóng cửa. Chánh tại phủ. Sao phòng trà đóng cửa? Lúc đó chiến tranh rồi, sửa soạn mất miền Nam rồi. Cho nên chính phủ không cho chơi, đã đóng cửa hết. Thì lúc đó thì Tammy là em gái của anh đó, được đi qua bên Hawaii du học. Lúc đó Toàn mới vô Family Love đó. Thì tụi này chơi cho tới khi đóng cửa luôn. Vừa đóng cửa xong một cái thì anh mới khùng tiền với người bạn mở cái night club ở chỗ gọi là phòng trà vũ trường Embassy gần Dinh Gia Long. Dinh Gia Long là cũng như là dinh tổng thống hồi xưa mà. Dinh Gia Long thì ban nhạc đang tập dần thì cấm hoàn toàn, coi như dẹp mọi người về sửa soạn lo di tản. Đó là trước 75 đó. Thì gia đình anh thì cũng có, vì ba anh làm lớn đó, cho nên cũng có những connection để cho các em đi qua trước. Còn Thanh với Tammy, Thanh thì đã bên qua Hawaii du học rồi. Đó, bởi vậy cho nên khi mà gia đình đi rồi đó, thì anh với Christian Lê mới là di tản bằng cách xin người ta đi tàu qua bên Hawaii. Theo như Đồng Thảo được biết sơ sơ là anh với cái niềm đam mê âm nhạc đó, anh sang tới nơi, anh sang tới Hawaii chỉ trong vòng hình như là chưa đầy 2 tháng là anh đã lại hoạt động âm nhạc trở lại. Vâng, cũng khoảng đó. Thì anh có nghĩ đó là cái sự may mắn hay là tại vì cái quyết tâm của anh? Không, thì cái đam mê thì trong gia đình lúc nào cũng có, lúc nào cũng có, lúc nào cũng đam mê. Cho tới giờ này anh vẫn còn đam mê. Nhưng mà cái may mắn phải có. Trời cho mới được. Mưu sự lạ thật, nhân. Chưa đầy 2 tháng mà anh đã có thể. Thì cũng may thôi là tự vì tụi anh ở nhà ông bà sponsor đó cũng là giống như nhạc sĩ mê nhạc. Vậy hả? Đó. Thì anh mới cuối tuần, lúc đó anh nói cái này đấy, anh qua bên đó là anh đi làm janitor. Janitor vừa làm vừa khóc làm rồi. Toàn cũng đi làm, ai cũng đi làm ấy, làm việc rất là vất vả mà tâm thương lắm. Nhưng mà proud, tại vì mình nói tiếng Mỹ được, mình đi làm được, mình có xin cái gì hết đấy. Mình thấy mình hòa đồng đó. Rồi đến khi cuối tuần thì anh em mới nói bây giờ mình đi coi nhạc chơi, mới đi vòng vòng Waikiki mấy phố xá đường. Cái thấy ủa sao mấy ban nhạc phi này nó chơi hay quá, mình cũng có thể làm được. Nghĩa là coi như là hứng đó, hay đi coi đó là giải trí của cuối tuần mà. Cái anh mới về mới bàn gia đình đó, hay là mình lập ban nhạc đi. Thì cái mấy ông bà sponsor bữa đó anh mới đi ra ngoài một cái night club đó. Thì trong night club đó có chị Việt Nam ca sĩ Mimi Nguyễn hát rất là hát trong cái night club của Mỹ tại đó. Chị mới giới thiệu cho nó, chị có quen cái Quốc Hùng đánh bass ở đây, đó là giới thiệu cho tụi anh là có bass rồi.
rồi từ đó anh không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng anh mới liên lạc được với Phùng Thuận đánh trống. Phùng Thuận bay qua Hawaii, thế tụi anh tập lập ban nhạc liền tại chỗ trong vòng mấy tháng. Nhưng mà khổ cái là hồi đó là anh em đi làm về đó, vừa làm về xong quý vị biết không, là phải xin cái library, cái thư viện để tập vợ. Thì may mắn họ tốt, họ biết là ban nhạc tị nạn họ thương lắm, cho nên khiêng đồ ra đó, khiêng đồ ra rồi xong rồi giật xong 10 giờ khiêng đồ về lại. Tôi cứ giật rồi đi thi. Đi thi, thi rớt lên rớt xuống chứ không phải là muốn làm đâu. Ủa vậy hả, phải thi hả? Vâng, vì hồi xưa đó ở bên Mỹ lúc đó chưa có phong trào DJ. Nightclub nhiều lắm, nightclub nào nó cũng cần ban nhạc. Mà một khi ban nhạc nó bị đuổi hay là nó nghỉ hay gì đó thì cái nightclub nó cần cần ban nhạc. Thì nó mới đăng báo. Nó nói tôi cần ban nhạc chơi những loại nhạc như này như này. Nếu mà quý vị cùng cái chơi loại nhạc đó thì xin liên lạc để thi. Thế tụi anh cũng liên lạc. Lên thi thì nó không phải như đây đâu, thì tụi anh phải tập giờ phải nói tiếng Mỹ, vì khi mà chơi cho Mỹ không phải tập nói, phải phải bài này qua bài kia như thế nào, phải tập nhảy nhót ra sao, phải ăn mặc đồng phục. Rồi khi đến đó thì có ông manager ngồi với mình ổng là ban nhạc ở trên này trình diễn nửa tiếng. Giống như mình tưởng tượng như là mình có một cái số cấp vậy đó. Thì trình diễn xong thì mấy lần rớt thì cuối cùng thì cũng được đậu. Đậu có việc làm, mình thấy mà từ đó là làm luôn. Vâng. Theo cái đà đó thì bắt đầu là hoạt động mạnh hơn. Hoạt động, vâng. Thì thời đó hoạt động thì cứ có thể nói là tuần lần, rồi hai lần, xong từ từ người ta thích thì nhiều hơn. Rồi đến khi cái này cũng là cái duyên thôi. Ở bên Hawaii có cái ông đó là ông tên là ông Lee Maynard. Ông hồi xưa là bầu, ông là ở Las Vegas, nhưng mà ông sống ở Hawaii. Hồi xưa ông chuyên môn là người đem những ban nhạc phi luật tân qua chơi cho lính Mỹ ở Việt Nam. Cho nên ông thấy ban nhạc mình, ông chạy tới, ông làm quen, rồi bắt tay, rồi từ đó ông mới bắt đầu ông giúp đỡ, rồi ông mới book show cho ban nhạc làm. Nó là cũng là một cái duyên, một cái duyên và duyên, đúng rồi, cái đó. Hạnh duyên và là một sự may mắn đó, phải không anh? Đúng. Để cho anh cứ được tiếp tục sinh hoạt trong cái lĩnh vực mà anh yêu thích, chưa kể là còn có việc để phát huy. Nhưng mà lúc đó anh có cảm thấy tự hào lắm không? Tại vì là mình là người Việt và mình hát được nhạc Mỹ và mình được trình diễn cho người Mỹ. Rất tự hào chứ, mình tự hào không có nghĩa là mình phách lối. Nhưng mà mình rất là tự hào. Thứ nhất là mình được chơi nhạc mình thích. Thứ hai là mình có khách người Mỹ mà đến mua vé sắp hàng để vô coi mình, ví dụ vậy. Hoặc là những club mình chơi cho Mỹ mà đông nghẹt, và xong xuống họ khen họ này họ kia, thì đó là những cái tự hào của mình. Anh nghĩ một trong những yếu tố để đã có sự thành công đó là cái gì? Là gia đình. Ồ vậy à? Gia đình, như anh vừa nhắc hồi nãy nói, những gia đình Việt Nam có bằng những CBC nè, Peanut Company nè, Crazy Dog nè, Uptie nè, Dreamer nè, đó là những ban nhạc gia đình. Dĩ nhiên còn sót có thể anh không nhớ nổi, nhưng mà còn sót. Những ban nhạc gia đình thì sao? Luôn luôn đoàn kết, nghe lời nhau, không có em thì nghe anh lớn, có sự nhường nhịn, cho nhiều sự nhịn, cho nên ban nhạc lúc nào cũng tiến bộ. Mấy ban kia không phải là dở, họ vẫn rất là hay, nhưng mà dễ gây lộn. Cho nên dễ tan rã. Coi như là bắt đầu ý kiến là... Rồi không phải anh em, cho nên không cần phải nhường nhịn. Ông nói vậy tôi nói tôi không thích, vậy là nghỉ. Anh em chúng tôi nói chuyện đây là đã đi được một cái bức tường khá là dài, nhưng mà lại cũng khá là nhanh đó quý vị đó. Mà nhanh như vậy nhưng vẫn chưa đủ đâu. Em nghĩ là cái thời gian mà Đồng Thảo cảm thấy nó rất là thích thú và interesting nhất đó, là thời gian mà mình phải bắt đầu, ta nói vạn sự khởi đầu nan, mà Family Love đã bắt đầu được ở nơi xứ người, bằng tiếng nói của xứ người như vậy. Em rất là cảm phục. Và em biết là anh còn có nhiều cái để mà tạm dừng chữ khoe khoang trong ngạch và kép để mà khoe về cái thành tích đó. Chia sẻ em thích cùng nó để chọc kẹo anh Lê Chí, tại vì thật, em nghĩ là anh cũng có những cái điều xứng đáng để khoe khoang. Vâng thưa quý vị, nên là có lẽ là Đồng Thảo sẽ mời anh trở lại trong lần tới để mà anh nói tiếp về cái bước đường lưu diễn của ban nhạc Family Love tại Hoa Kỳ, và anh sẽ chia sẻ với mọi người về cái sinh hoạt
âm nhạc, hoạt động âm nhạc của Family Love nói riêng và của người Việt tị nạn nói chung vào những cái năm tháng tại đất nước mà chúng ta đang nghĩa là sống sống gọi là sống sống thật chứ phải sống tạm nữa, phải không anh? Dạ. Đồng Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Đồng Thảo rất là cảm ơn anh Lê Chí đã chia sẻ với Đồng Thảo và quý thính giả của chúng ta những điều thích thú về hoạt động âm nhạc vừa qua. Anh trở lại nhé. Vâng, cảm ơn Đồng Thảo. Xin chào quý vị.